Đực mà đầu nhọn hết luôn nè. Tao coi coi cái mỏ có ấy không, có mỏ có dấu có tích gì không? Dấu được, chả thấy cái gì hết á. Ừ. Thì có máu máu gì đây. Đâu phải, máu nó văng ở cái lưỡi đây. Phải phải, con này cái miệng đẹp luôn. Cái con sẩy kia là cái con to lắm mà nó đen thui cơ, nó dài lắm. Phải con này. Con kia đây đây các bài câu của kia rồi. Chắc nó chia rồi, đủ quá đáp phát đi mà rút luôn. Con này tính đang béo ấy. Đây thì em lấy cái lưỡi câu thật của em mắc vào rồi này. Đâu? Đấy, lưỡi inox này, chứ em đâu có lắp cái lưỡi đen nữa đâu. Em độ vào rồi mà. Lúc ấy sảy cái em độ luôn á, tức quá mà. Chứ không gặp cái lưỡi kia có khi sảy tiếp rồi. Mà lưỡi này mà đóng thì thôi, chứ đừng có nó mà chạy. Một chừng nữa, chừng nữa. Kim, nè nè nè. Nửa phút cuối, Hiếu Linh á. Kim biển nó to nhỉ. Ui giời, cứng lắm. Ờ, mới nói là bằng cái giỏ sách rồi, có vừa có mang rồi. Mang giỏ sách là có hàng liền. Căng này cu kéo ra đâu cu. Nó lưỡi mới để dây căng kéo đưa cước lên chiếu nó nè. Cái lưỡi này nó cái ngạnh nó to lắm. Bấm buồn đi, bấm khóa đi. Cái lưỡi nó căng thế này. Cỡ đâu nổi luôn. Ui giời ơi, nó cứng. Cái lưỡi này nó có cái ngạnh to nó còn đóng vào cái lưỡi này nữa. Ôi, cái này nó đóng vào cái lưỡi này thì đường nào mà sảy không? Không sảy nổi rồi. Trời ơi. Ui, cái kìm của Tâm mới có thế không? Dạ, không. Đẩy xuống. Ấy dồi, ôi chết cá không? Úi, bạo lực, Tâm bạo lực quá. Rồi. Con trai cục trì đấy rồi. Thì cái lưỡi là lưỡi câu mồi thật mà. Đấy, thì vậy nó vừa đá phút trót cái. Nó nhung lên một cái, mình thấy nó rút đi, cái đóng một phát. Không ngâm luôn à? Không, có ngâm nó rút đi một khúc nữa rồi. Em không để ý. Quay đi. Được. Rồi, được rồi đó. Em không thấy ngâm. Được. Má lưỡi câu mồi thật. Lưỡi câu mồi thật chơi nãy bép vô hả? Đấy, thì em lúc đây. Em gỡ cái lò xo của cái lưỡi kia, em quấn vào đó. Cũng đùn cái cũng được rồi nha. Đó cái lúc em ngồi lên, em ngồi trên cái gốc cấy kìa, thì em ngồi em độ đó. Con cá này gặp cái cần này kéo vào gặp cần này em mình còn ghim cả buổi. Cần này đóng cái bài lên luôn mà, cá bay luôn mà. Nó kéo rầm vào luôn. Còn cho anh em mình còn phải ghim cả buổi. Đi qua bài bên kia đi. Rồi đi. Ok, giờ được anh em ơi. Thôi, tí nó quay lại câu nước một kia đi. Ừ. Con kia to thật. Chiều đi, chiều quay lại là đen nó dài chứ nó không phải là con vàng lúc em câu em thấy nó bắn vàng luôn. Hết gần hàng đây hông, đây hông coi. Bước qua phía đây này. Ủa, con này to các bạn ơi. Nó lặn xuống sâu luôn các bạn ơi, lặn xuống lôi xuống vỏ. Qua bên đó, chọt. Mới sáng sớm mà mắc lỗi gì là sao ta? Thì khó lỡ đi, hả? Có cá là được đi. Thấy điện thoại ra. Rồi.
lắm. Hiểu không cho đất luôn đi. Không. Rồi dính nữa rồi, dính nữa rồi. Dính nữa hả? Dính nữa rồi, dính nữa rồi. Lâu. Cá nữa bạn. Mắt cái kia bạn ơi. Đây sao cái nhà ơi. Thấy không xem. Con này nó sâu cũng vậy mà. Sâu giờ thôi xảy ra được nữa. Xảy. Ừ sao. Mới sáng sớm lội ướt hết các bạn ơi. Đây. Ừ. Con này cũng khá mà. Nhưng mà hơi ốm cái đầu bự của mình nhỏ. Cái đầu bự quá. Ừ. Ồ con này cũng khá các bạn. Đấy chưa? 4 lần. 4 5 lần vậy. 4 5 lần. Cái đầu to mà mình nhỏ quá. Cái đầu thì chà vá mà sao có mình nhỏ ta? Hả? Cái bị không? Anh biết dính gì không? Cái gì? Ai thả câu thả lưới thả dạng câu dây văng á. À. Mà nó chìm đâu dưới lâu rồi tao bỏ dưới lâu rồi. À. Ôi mở hàm luôn các bạn ơi. À, lấy nhớt được rồi. Lấy nhớt. Ồ cái đầu thì bự cái mình nhỏ quá. Ừ. Thì nhé hơi bít cút các bạn. Con này 7 gram nè. Ý là 7.5 gram chứ. 120 ngàn con các bạn. Nghe chưa? Ôi mới. Mới sáng sớm bắt lội các bạn. Mình nãy nó ướt hết trơn rồi. Ngồi mót các bạn ơi. Kéo vô đồng cỏ đúng không các bạn? Chơi bạn ơi, tiếp tục các bạn ơi. Các bạn. Lên hàng các bạn. Ừ. Con này cũng khá các bạn ơi. Ừ. Mày nó bự ấy. Đây các bạn. Mới quăng đường làm nó đùng liền các bạn. Nhớ hơi bít cút nữa các bạn. Thấy chưa? Anh em câu nhái hơi luôn để ý ha. Thì anh em câu nhái hơi ha, thường thì con cá nó táp một cái thì anh em đừng có đóng liền. Anh em hạ đầu cận cái để cho nó lôi cái đầu nó dừng lại thì anh em đóng anh em. Không cần phải ngâm lâu nha anh em. Có anh em ngâm lâu nó nhả. Câu nhái hơi mình không cần phải ngâm lâu đâu. Hai con anh em ơi.
chụp. Lên hả các bạn? Đây các bạn, một con mở hàng đầu tiên luôn các bạn ơi. Ui, con này nó cắn lộn nhiều tử ra. Nhớ hơi biết cút các bạn. Ok, mở hàng đầu tiên luôn bạn, mới vô tới luôn. Ok các bạn ơi, con này nhìn ăn quả ốc trong miệng nó nữa thì sao đó bạn, giống như cái lưỡi luôn, sao xảy được, quá hiểm, đánh vô ngay cái lưỡi luôn nè các bạn. Đây, cá mà đóng vô cái lưỡi khỏi sảy nha các bạn. Wow, ok, phát lên hàng luôn các bạn. Con này khá các bạn. Con này khá các bạn ơi. Đây, vàng khè các bạn, nước phèn á, cá vàng tươi luôn, nước tuốt ra luôn. Ghê thiệt, bay theo táp hai cái luôn các bạn. Này to chưa, quá đã các bạn ơi.
dính rồi các bạn ơi. Ui. Ui. Lên hàng các bạn. Xe 50 các bạn. Ui. Mày hả bữa ơi. Thấy CC 50 lợi hại không các bạn? Chụp phát dính luôn. Thấy chưa? Đây. Dính 3 tiêu luôn. Dính 3 cái tiêu sau xảy luôn các bạn. Ba cái tiêu nằm trọn trong họng luôn. Con này của hãng Lufan các bạn. 120.000 một con các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, chiều giờ chắc mình xin kết thúc video luôn các bạn. Tranh thủ về chứ chết khác các bạn ơi. Ngày nay mình đem có một chai nước nửa lít. Tới giờ sớm giờ là hết nước luôn các bạn. Giờ khác quá trời khác, chịu hết nổi. Giờ chắc là mình cũng tranh thủ về luôn các bạn. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ mình ha.